Cảm ơn quý vị đã trở lại với bản tin Hoa Thành Đốn. Tiếp theo đây, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt cựu đại sứ Bùi Diễm về hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn sẽ được tổ chức tại Tân Gia Ba, Singapore vào ngày 12 tháng 6, 2018 do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến quý vị buổi phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi với lại cựu đại sứ Bùi Diễm để nhằm tìm hiểu về một cái chủ đề chúng ta gọi là hội nghị giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn vào ngày 12 tháng 6 năm 2018. Vấn đề này có được xảy ra hay không? Và những cái vấn đề quan trọng ở bên cạnh vấn đề này là những cái gì mà tại sao chúng ta cần phải có một cái hội nghị nó xảy ra như vậy? Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết, xin được kính chào cựu đại sứ Bùi Diễm. Tôi xin cảm ơn anh Nhân và tôi xin có lời trân trọng kính chào khán thính giả của đài SBTN qua chương trình của ông Hoa Thịnh Đốn. Tôi xin vui lòng cố gắng để mà trả lời những câu hỏi của anh, bởi vì vấn đề nó cũng khá phức tạp, nhưng mà sẽ cố gắng để mà trình bày có đầu có đuôi để hiểu mọi người hiểu rõ rằng thì rồi đây nó có thể sẽ đi tới đâu. Kính thưa ông có thể cho biết cái tầm quan trọng của một cái hội nghị giữa Tổng thống Hoa Kỳ và một cái người gọi là lãnh tụ của Bắc Hàn, nó quan trọng như thế nào và cái hội nghị nó xảy ra như vậy, nó có cái ích lợi gì cho Bắc Hàn, Nam Hàn, cho Nhật Bản, cho Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới? Trước hết thì đứng về cái phương diện mà bề ngoài đó thì cái tình trạng cũng khá đặc biệt, là bởi vì thì là từ trước tới nay chưa bao giờ có một cuộc mà gọi là hội kiến giữa một vị đương kim Tổng thống Hoa Kỳ với một nhà lãnh tụ Bắc Hàn. Trước đây thì vào thời có ông Tổng thống Carter và ông Tổng thống Clinton thì hai ông cũng có tới Bình Nhưỡng, thủ đô của Bắc Hàn, nhưng mà là để đón mấy cái người mà bị cầm tù rồi do Bắc Hàn thả ra để mà mang về. Nhưng mà đây là lần đầu tiên một vị đương kim Tổng thống Hoa Kỳ mà lại đi tới gặp một vị lãnh tụ cộng sản của nước Bắc Hàn. Đấy là chủ phương diện bề ngoài. Nhưng mà còn về phương diện mà thực chất ấy, thì cái cuộc họp nó cũng quan trọng hết sức, là bởi vì nó có đưa tới một là kết quả, hai là không kết quả mà có thể nói trở nên nguy hiểm nếu mà không có kết quả. Rồi đây chúng ta sẽ có trường hợp chúng ta trở về những cái chi tiết ở trong vấn đề. Nhưng mà thực chất vấn đề là thế này. Bắc Hàn họ có một thái độ trong những năm gần đây và đặc biệt từ năm ngoái có những thái độ rất khiêu khích. Họ tổ chức những cái cuộc bắn hỏa tiễn, rồi tổ chức những cuộc thử nghiệm mà vũ khí hạt nhân, mà họ còn đe dọa cả Hoa Kỳ và thế giới họ sẽ dùng những cái thứ gọi là vũ khí hạt nhân đặc biệt đó. Nếu mà bây giờ có được một cái cuộc họp thượng đỉnh giữa hai bên để mà giải quyết cái vấn đề đó, tạm thời mang lại một sự yên ổn ở trong vùng gọi là bán đảo Triều Tiên và trong vùng Đông Nam Á, nói chung mà trên thế giới ấy, thực sự ra thì nếu mà được một cái kết quả như vậy thì là một cái kết quả rất lớn lao, bởi vì thì những cái thái độ của Bắc Hàn trong mấy năm gần đây và đặc biệt trong những tháng trước cuối năm vừa qua ấy, cho thấy rằng thì là có những cái tình trạng hết sức nguy hiểm, có thể đưa tới chiến tranh. Mà đã khi mà đưa tới chiến tranh mà trong khi đó Bắc Hàn họ có những vũ khí nguyên tử thì cái vấn đề đó là một vấn đề rất lớn. Thành thử ra để trả lời câu hỏi của anh thì phải nói rằng về thực chất cũng như về cái phương diện mà gọi là tính cách lịch sử của cuộc họp
thì cái cuộc họp sắp tới ngày 12 tháng tới, tháng 6 này được dự trù giữa ông Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh tụ Kim Jong-un hết sức đặc biệt, và vì vậy cho nên thì mới có cái lời bàn tán có thể nói là ở khắp các chính giới Hoa Kỳ cũng như là ở khắp mọi nơi các nước khác. Kính thưa đại sứ Bùi Diễm, ông có thể cho biết thêm đó là những nguyên nhân nào đã đưa đến Bắc Hàn và Nam Hàn không tiếp tục đàm phán? Tôi có nói trước là tôi bỏ cái vấn đề cũng khá phức tạp, thành ra tôi phải trở về một cái tình trạng mà cách đây 5-6 tháng là tôi có nói rằng thì là Bắc Hàn ấy, suốt cả năm ngoái ấy, họ tổ chức những cái cuộc bắn hỏa tiễn và đồng thời lại có những cái cuộc mà có thể nói rằng thử nghiệm bom hạ bom nguyên tử, những cái khí giới hạt nhân, thành cái tình trạng có thể nói là gây cấn lắm. Thế nhưng mà cái tình trạng gây cấn đó đột nhiên thay đổi là vào cái cuối tháng 11 năm 2017 vừa qua đó, tại Nam Hàn có cái cuộc Thế vận hội mùa đông. Thì tại cái cuộc Thế vận hội mùa đông đó ấy, Nam Hàn có mời tất cả những các lực sĩ của Bắc Hàn tới dự, cũng như là những lần trước. Thì Bắc Hàn nhận lời cử những cái lực sĩ của họ để mà tiến dự vào những cái cuộc mà có thể nói rằng thì là diễn tập ở Hàn Thành. Nhưng mà đặc biệt hơn cả là không những Bắc Hàn gửi những các lực sĩ tới dự cái Thế vận hội đó, mà lại còn gửi cả một phái đoàn nữa và một nhân vật đặc biệt, tức là em gái của nhà lãnh tụ Kim Jong-un. Thành thử ra cái trường hợp đặc biệt này nổi bật lên. Rồi sau cái quyết định của Bắc Hàn mà gửi người em gái và một cái phái đoàn chính phủ của Bắc Hàn cùng với các lực sĩ nữa, thì người ta thấy rằng thì là có một hiện tượng hết sức đặc biệt là các lực sĩ của Nam Hàn và Bắc Hàn ấy, họ ra trình diễn cùng chung với nhau chứ không có đi riêng ra Bắc Hàn và Nam Hàn, thì người ta thấy làm lạ. Nhưng mà làm lạ hơn nữa là cái phái đoàn của Bắc Hàn để đưa tới cho ông, gọi là ông Tổng thống Nam Hàn, ông Moon Jae-in, một bức thư của nhà lãnh tụ Kim Jong-un mời ông Tổng thống Nam Hàn tới Bắc Hàn để thảo luận về vấn đề liên hệ giữa hai miền Nam và Bắc. Cái trường hợp này thì hết sức đặc biệt là bỗng nhiên tự nhiên là có cái cử chỉ đó của ông Kim Jong-un. Thành ra rằng thì là ông Moon mới lên làm Tổng thống được một ít lâu. Ông ấy vốn là cái người tương đối có cái tư tưởng cũng không hoàn toàn là thiên tả thôi, nhưng mà cũng có chút thiên tả. Cho nên thì là ông ấy chấp nhận cái lời mời của Kim Jong-un để mà đi sang Bắc Hàn mà nói chuyện với nhau giữa hai bên để xem có thể nói rằng thì là cái liên hệ giữa hai bên như thế nào. Cái chuyện bất ngờ đó đã xảy ra rồi, nhưng mà lại còn có những chuyện bất ngờ khác nữa. Là sau khi cái gọi là những cái buổi mà gọi là Thế vận hội đó chấm dứt đó, thì Nam Hàn gửi một cái phái đoàn đi sang Bắc Hàn để mà gặp ông Kim Jong-un và để hỏi ông ấy rằng thì là ông ấy có ý định như thế nào về vấn đề liên hệ giữa hai miền Nam Bắc. Thì đến lúc cái phái đoàn đó mà gặp ông Kim Jong-un xong đâu đấy rồi thì lại có một sự bất ngờ khác làm cho cái phái đoàn đó trở về An Thành, nhưng mà ngay sau khi đó lại được lệnh đi sang Mỹ để gặp Tổng thống, gọi là lúc bây giờ
để mà tiếp đón cái phái đoàn của Nam Hàn. Thì cái phái đoàn của Nam Hàn đến Hoa Thịnh Đốn để mà gặp ông Tổng thống Donald Trump, nói cho ông Donald Trump cái lời mà tuyên bố của ông Kim Jong-un. Kính mời quý vị tiếp tục đón xem cuộc phỏng vấn đặc biệt cựu đại sứ Bùi Diễm vào ngày mai. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn do SBTN Washington DC thực hiện đến đây xin tạm ngừng. Kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Bích Phượng xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hành kỳ tới. Hội cựu tù nhân chính trị Quảng Nam Đà Nẵng trân trọng kính mời quý niên trưởng, quý chiến hữu cựu tù nhân chính trị cùng quý thân hữu tham dự ngày hội ngộ cựu tù nhân chính trị Quảng Nam Đà Nẵng năm 2018 sẽ được tổ chức tại Diamond Seafood Palace Restaurant 8058 Lamson Avenue, Garden Grove, California 92841 từ 11 giờ sáng đến 3 giờ 30 trưa Chủ nhật ngày 15 tháng 7 2018. Mọi chi tiết xin liên lạc Phan Thanh Thắng 714-588-5903, Tạ Mộng Tân 714-357-8684.